dân tộc Mông có một kho tàng văn hóa dân gian phong phú và rất độc đáo. Trong đó, nhạc cụ truyền thống nổi lên như một viên ngọc lung linh tỏa sáng. Âm thanh từ nhạc cụ truyền thống của dân tộc Mông vừa là vẻ đẹp tự nhiên của núi rừng, vừa là nét tươi sáng, giản dị trữ tình mà đằm thắm, khỏe khoắn của tâm hồn người Mông. Và cũng từ những sinh hoạt văn hóa này mà hầu hết người Mông từ thuở thiếu thời đã được dạy múa khen, thổi sáo, biết sử dụng đàn môi, trong đó phải kể đến kèn lá. Chào cô, cháu là Hoàng Anh. Trên đường đi thì cháu có nghe thấy một cái tiếng âm thanh rất là da diết và rất là hay. Đến đây thì mới biết là đấy là tiếng kèn lá của cô. Thì cô có thể cho cháu biết rõ hơn về tiếng kèn lá này được không ạ? Cái kèn lá này nó có phải có một cái sự tích gì về chiếc kèn lá này không? Cô có thể kể cho cháu nghe rõ được không? Không, mọi thứ con cháu ấy, từ phần cháu. Từ giờ tao thêm lông ấy, cho từ phần con, từ phần cháu ấy. Từ phần con tao chúng lông mong. Vậy tức là nhờ cái kèn lá này thì cô gái mới tìm được cái chàng trai mà mình yêu về đúng không? Vậy nên là từ đó cái chiếc kèn lá này nó là đại diện cho một cái tình yêu đôi lứa của người Mông đúng không? Cô học kèn lá lâu chưa? Tầm đấy à, lá bé hiểu. Thôi yêu yêu tất cả luôn. Ai là người dạy cho cô học kèn lá? Không, mọi thứ vậy. Vậy thì cái kèn lá này đối với người dân tộc Hơ Mông thì có từ bao giờ, cô có biết không? Vậy là cái kèn lá này thì chỉ có phụ nữ thổi thôi hay là cả đàn ông cũng thổi? Vậy thì cái giai điệu của cái chiếc kèn lá này như thế nào, cô có thể thổi lại cho cháu nghe một đoạn không? Bằng sự khéo léo của người phụ nữ, tiếng kèn lá có thể mô phỏng được cả tiếng suối chảy róc rách, tiếng chim hót thanh cao và những lời tỏ tình say đắm. Bởi vậy, đồng bào Mông thường ví von về kèn lá như sau. Ở trên cành là lá, đặt lên môi em thành lời, lời tâm tình dịu êm, từ trong con tim em vấn vương, gọi mùa xuân sang từ lung linh sắc hương, gọi tình yêu về từ lòng em say mê. Đến xã xin suối hồ sẽ dễ dàng bắt gặp các thiếu nữ duyên dáng ngồi thổi kèn lá. Sau ngày làm việc, họ như thoải mái hơn bởi tiếng kèn lá réo rắt quyến rũ. Cứ thế họ nhắn gửi biết bao tâm tư tình cảm của mình cho chàng trai mình yêu mến thông qua tiếng kèn, và rồi đáp lại tiếng kèn ân tình đó, các chàng trai Mông cất lên tiếng kèn giặt dìu, dồn dập, kèm theo những động tác múa, thể hiện tài năng, sự khéo léo và cả sức dẻo dai. Đối với những người phụ nữ Mông, kèn lá là một loại nhạc cụ mà ai cũng biết sử dụng. Âm thanh của kèn lá như tiếng tâm tình của cô gái dành cho chàng trai. Và cũng nhờ âm thanh này, rất nhiều đôi trai gái đã xích lại gần nhau hơn và nên duyên vợ chồng.